Thân mến chào cả nhà. Hôm nay hai chị em ra thu hoạch ít rau cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng đi thu hoạch với lên cho vui nha. Đây, hôm nay có mấy trái dâu nè, thiệt là ngon nè. Để Long quay cho cả nhà xem nha. Trời ơi, cái trái nó bự quá chừng luôn đó. Hả? Ôi, bự ghê chưa? Hôm bữa mình trồng á, nay nó có trái chín rồi nè. Giờ Long thu hoạch mấy trái dâu này nha. Trời ơi, nhìn nó ngon quá. Ôi ơi đây nè, nhìn nó ngon chưa, trái bự thiệt là bự luôn á. Ôi ơi, ngon xuất sắc. Ngon quá trời ngon luôn. Hai chị em, cô Linh đang làm vườn bên kia, cái rủ đi thu hoạch, cái chạy theo luôn, hai chị em đi thu hoạch cho nó vui để tìm cây còn nữa không hả cô Linh ha. Trời ơi, mấy dây đây thôi mà thương quá đi, mình trồng đây hai cái dây nó bự nó mập quá cô Linh ha. Chắc là chắc cái ô này mai mốt nữa mình trồng dâu Nó luôn bò á. nhiều nó mọc lên luôn rồi Chắc cái chỗ này chị để trồng dâu luôn chứ nè. không Để trồng xong loại thu khác. hoạch mấy này xong để cho dâu nó lên. Giờ Long sẽ qua thu hoạch tiếp. Giờ chắc mấy cây xà lách này á, Long cắt ngang luôn nè. Những cây xà lách ở đây cũng xanh tươi tốt quá. Giờ Long bỏ mấy cái lá chân á, Long sẽ cắt ngang cho nó lên lại giống như những cây kia. Hoặc là Long trồng lại loại khác. Cắt ngang là mình Giờ Long cắt luôn sẽ nha. Long lên cắt cây này luôn nha. Ai nha, cắt cắt, đây ha. từ cắt cái đó đi. Đó. Trời ơi, ngon chưa? Đó. Đây, nhìn ngon chưa? Đó. Cắt này để gì nữa, Cắt cây nó bự, cắt cái cây nó bự cắt nó vậy. không đứt. Cái chỗ này á, nhìn thấy nó đẹp quá, không có nở cắt. Thấy nó cái vòng hoa giống như là trồng xà lách giống như là cái hồng hoa vậy đó. Đó. Cứ để nó hoài. Ôi ôi, nó trắng nõn nè không rồi. Đó. Tiếp theo luôn cây ngò rí này sao ta, mình để cho nó ra hoa hả? Để cho nó ra, có hột đi, thu hoạch hột luôn đó. Ôi ôi, nó giống như cái bông hồng nha. Đây nè. Này hai chị em chắc là bánh xèo anh với cô lên. Giờ là bánh xèo liền không đi. Giờ về làm bánh xèo, làm cũng nhanh mà nhá. Em sợ vài bữa nó hết, người ta cắt cỏ hết, cắt hết mấy cây lá gai thôi. Chắc đi mời mình làm lá gai. Còn lại mấy cây nữa, còn cây nó hết rồi, dọn cho nó sạch sẽ. Hai chị em bữa nay hái này xong rồi sẽ theo qua thu hoạch ít đậu. Đậu nay nhiều quá ra tranh thủ cắt cái này trước, cắt luôn mấy cây cải đỏ này luôn cô Linh này, Cắt luôn. cắt luôn để cái rụp cái luôn. Nghe cái gì nghe cái gì Cô Linh sẵn ngồi bên đó đi, bẻ đi. nghe cho nó xuống. Sao trời ơi, cây gì mà nó Mấy cải đỏ này. Đó. Mấy cải đỏ. Ai sẽ mình sẽ thu hoạch hết cái ô này. À. Thu hoạch về xong thì ăn bánh xèo là ngon luôn cô Linh ha. Quá ngon. Rồi, gốc cải này sẽ có là phân organic nữa đây. Mùa này sao cắt mấy thằng này nó hư hết trơn, uổng quá ha.
bữa hổm Cải nó bắp là tại mình hái chậm không, bữa hổm mình đây. bữa hổm mình không hái á, Ừ, bữa hổm phải mình hái được kêu rồi. nó mưa nó bị mưa cái này nó bị Ừ, úng luôn rồi, mưa nó úng luôn. úng như cái cây Uổng quá ha, uổng ghê luôn á. Cố bữa lên. hổm. Bữa hổm hái là mình làm được clip để riêng nè. Còn bắp này được ăn được nè, để lần cấp cắt bắp này luôn. Trời ơi nè, cắt ảnh luôn. Cho chị mượn cái kéo đi, cho chị mượn cái kéo đi, cái này cắt không được. Này cắt nó lên lại gì nè cô Linh. Đó, thấy không? Thì cái này nó Nè khác cắt chứ nhanh giùm còn cái chị, này nó cầm cái khác, kéo sẵn, cầm kéo cắt cho chị. cầm nha. Ừ. Vô tay đi khóc mướt. Xui Nè, chị cắt nó lên lại gì nè, lên rồi. đó, thấy không? Nè, nó lên lại rồi mấy mốt mình có ăn nữa rồi. Mấy chê cái dâu thấy thương quá. Hả, được mâm rồi đó cả nhà. Đó. Cải kim cương của nhà Lân nè. Đó, giờ được mấy cây giờ lá lớn rồi. Giờ Lân tiễn ít cái lá lớn của nó để về ăn. Ồ, nó giòn lắm luôn á. Nó giòn dữ lắm. Giòn. Thương quá hả? Thương hả? Đó. Đó, nó mềm, nó ấy lắm, nó Đụng vô giòn. cái đi. Bụp Chanh, bụp chanh. Ừ. Nhìn nó ngon quá cô Linh ơi. Nó giòn khấu mà cô Linh. Ồ, nó giòn lắm luôn. Nhẹ nhẹ cưng cưng nó. Chứ không nó gãy luôn mấy thằng kia. Tách mấy cái lá lớn này. bụp. Giờ hai lon bẻ cái này với lại cái đọt này, để cho hai đọt hai bên này nó ra. Ừ. Nó mềm, nó giòn lắm cả nhà ơi, không có dám đụng mạnh á. Nặng quá trời luôn á, lá nó À, nặng cái lá quá nặng. trời, lá nó nặng quá trời Ngoài siêu thị nha, nó bán một cái nhánh nhỏ. Ủa, cái này bữa hổm mình ghim nhánh phải không ta? thì chị ghim nhánh Ừ, cái đó. này bữa hổm ghim nhánh. Cái này thì ghim nhánh này thì nó không mấy gì tốt nè, mà sao cái bụi này nó lại tốt nè. Cái này đâu chùm nhánh chứ không phải là Ghim, trồng trồng ghim trồng cây nha, chị mua phải mấy cái tốt. nhánh chị về chị ghim không đó. Cây thì còn bên kia kìa, chưa trồng trong cái chậu bên kia, lát về bên kia mình hái thêm đó. Giờ là hái cái đọt này để cho hai đọt này nó ra Cuối cùng ở dưới luôn đó, á, cái đọt nó này bự xuống dưới luôn. đựng đó. Nó mềm, nó dễ gãy lắm, nó gãy nguyên cây là tiêu luôn. Cưng 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 đó, Hồi nữa cưng cưng cưng. ấy ấy lên cái chân nó lại được, cái rau này nó nặng quá. Ờ, nó nặng nó chì. Lá nó nhìn ngon nè, cái hạt 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 giống như hạt kim cương vậy ha. Kim cương Ở ngoài siêu thị á, ở ngoài siêu thị á nó bán á, chỉ một đọt này thôi là 100 mấy hả cô Linh. Ừ. trăm mấy, có hai đọt hai trăm mấy yên, ăn không đủ ăn, Ừ. Đó. một người nào mà thích ăn làm salad ăn, người nào thích cái nước sốt nào thì ăn với nước sốt Đó. đó. Hái như đây đi. Mấy cái lá này lá lớn này mình cũng hái nó đi. Em là thích ăn với nước phô mai, nước Ừ. mè, ăn bữa Ăn hổm sống, ăn sống ngon lắm, ăn sống ăn mình vừa cắn vô cái là trong miệng mình nuốt không, tả cây, tả hương vị coi nó hương vị sao. có cái kiểu ăn giống như tựa Ủa? tựa như lá lá mồng Ủa? tơi vậy đó, nó có cái độ hơi nhớt nhớt, nó hơi có cái vị cứ nhẹ chút. Lá này nó bị hư. Kệ, hái ở Cái này trên để, cái này này để cho nó ấy đi, thôi. qua cây bự kia kìa, Ừ. Ừ, đấy, bên kia còn cây bự. cái này để cho nó ấy là nó nặng quá, mấy cái đọt nó Ừ, nặng mấy cái lá này nó nó chì xuống đó. Hồi nãy chị hái cái này cái nó nặng. dãnh lên liền thấy Thấy không, thương không? thấy không, hồi nãy nó nặng nó chì xuống chị hái cái nó dãnh lên kìa, Thấy thương. nó đứng lên liền rồi sao. À, chị em tranh thủ
không dám hái nhanh, hái nhanh sợ nó gãy Cái luôn. Cái cây này nhánh hái kìa nhanh mà nè gãy đó. nè, mới đụng tới nó làm gì đó, nó giòn vậy Hái nè. nhanh mà gãy đó. Thành ra con hái xong để tranh thủ qua hái đậu, để không thôi trời tối lúc này trời nắng quá cắt bỏ đi đó, chừa nó vậy đi. Nằm nhưng mà cho nó nằm lặt lè Ừ, lặt lè. thấy thương lắm à, kệ nó đi, cô lên mai chạy vô gốc nó lại. Mai vô gốc nó lại. Ừ, anh hái xong bên đây còn được cây cải kim cương nè, mấy cây này thì nó chưa tốt, còn cây này nó tốt rồi luôn, Cái này nó che hết lon á. lon thu hoạch ở đây luôn. Đúng rồi. Đây cái đó mình chưa Ừ. thu hoạch. Không dám là từ từ gãy. Nó giòn đẹp bẻ lên được, ở cần tới cái nách nó là cũng được. Lá gì bự dữ ta, để bàn tay vô thử cô lên. Đó, nó bự hơn bàn tay à, Bự hơn bằng tay em bàn tay chị thì nó nhỏ hơn. Này về nhúng lẩu, về nhúng lẩu á, có nhiều mình nhúng lẩu cũng ngon, không thì mình làm salada mấy lá này thôi, còn cái này để đi. ăn này mát tốt lắm. Ừ. Ăn nó Rồi tốt hơn nghe lời cô Linh, cô Linh kêu chừa này lại đi. Đất ở đây cỏ quá trời, cả nhà lâu nhổ xuống, tại đất mới mướn của người ta nè, nó cỏ quá trời cỏ, cứ nhổ xuống luôn, nó lên hoài như vậy đó, mấy nay luôn cứ nhổ cỏ chứ để nó rụng hạt nó lên nhiều nữa. Cây thì là nè, thì là lông trồng được bao lớn vậy thì là cũ nè, đó là cũ. giống như Giờ Lân sẽ đi thu hoạch cái khác, coi cái gì nữa đây. Giờ Lân sẽ thu hoạch bắp củ cải ở đây. Củ cải này trồng Lân rải hạt đại xuống thôi, chứ Lân không có trồng gì hết á. Mà nó lên vậy nè, thấy cũng có ăn ha, cũng dễ, mà cỏ nó không có mọc lên nữa. Mai mốt Lân sẽ làm như vậy để cho cỏ nó không có lên. Củ lớn hết rồi nè, cải này trồng nhanh ăn lắm. Nhỏ ngắn đây đi, làm salada thịt thì cũng ngon lắm. Nhìn ngon ghê luôn á. Giờ Long đem đi rửa nha, hai chị em đem đi rửa nhổ đủ ha. Ăn ở đây mình trồng ở đây mình ăn nhiêu cái nhổ nhiêu, để nó ăn sống mà mình để lâu nó không có ngon. Củ lớn lớn hết rồi, ngon quá. Còn đám nhiều, cái này ăn còn mấy lần nữa mới hết. Để lần nhổ cái cạnh bên đây trước, để lần trồng những cái thứ khác xuống đây cho dây nó leo. Hai chị em rửa, rửa mới củ cải này ăn. Ngứa này chứ gì, cái lá nó ngứa, Lá lá nó ngứa đó. Mới rửa xong mấy cái củ cải để ăn thử cả nhà xem cái củ cải này sao nha. Cô Linh ăn thử củ đi cô Linh. Củ cải không đó mà của cả nhà. Cái gì ngon thì mời nha. Ngon. ngon à. Ừ, giòn ha, mới nhổ nó giòn. Ăn thêm cái củ trắng nha. Cái vị của củ trắng này nó Củ trắng nó ngon hơn củ đỏ nó cay hơn. Trắng này nó lạt, nó thơm. Củ đỏ này nó cay. Hai chị em ăn trước. Trắng rồi ha. Củ trắng nó không có cay rồi. Ừ. Mà củ đỏ nó nồng hơn. Đó nồng. Cay quá gắt không nổi. Ngay vườn đậu của Lon quá trời, tranh thủ hái hết, chắc dọn ở vườn. Cái này nó hết bông rồi. Ồ, đậu này đã quá cô Linh ha. Cái này nó bự nè, cái hạt bự.
đang thử coi hạt nó thử coi coi. Này về chị để đó chứ, chị để cho cái hạt nó lớn rồi lấy hạt đó chứ. Đó, cái này là ăn thôi thì ngon luôn. Ăn Ngọt ăn đi. để. Ngọt Ừ. ngọt dữ hả, Ngọt đi. ăn hết rồi Không, ăn sáng. cho anh thử ngọt cả. Cái này vừa ăn hả ấy hả, Cái này vừa luộc, vừa cái công này chia luộc lên ăn ngon. cái này chị để cho nó già nè, tại con chị thích ăn cái loại đậu có hạt. Thôi Giờ hai chị em hái nha, tranh thủ hái để ăn hồi chị tối. kêu ảnh mua cho chị bắt cho chị cái ấy đó, trả trả gốc nếu có mấy ngàn bạc. Còn thấy cái cải này bữa nay, bữa hổm không mới trồng thôi mà thấy ra bông rồi, cái mùa này cái bộ không kha mà lâu cưỡi cái này lên này. Cưỡi này lên để con tháo cái này. Đó không sơ mình ấy không nổi đâu. Mở bên đây cái nè, chỗ đâu đây nè, không biết cái gì đây đây, gạch à, gạch gạch à, không nhét như đây gì phải không, sơn à đây nè, đây trời ơi dở ít này coi cả gì trong đây, cái thu hoạch ít chỗ này nặng lắm cô Linh, nên mình hái một ít chỗ đây được rồi cô Linh này, nó để đại này. Wow ngon quá ta, mà điều nó có bông chứ ngon. Mấy cái bông này nè nha, mấy cái bông chưa nở nha cô Linh, xào ngon lắm nha, giòn lắm nha. Mình bỏ cái thuốc này nè. Và nè, cái này là ngon lắm. Giờ cái cỏ hả? Cỏ đấy. Mày nhổ luôn đi ha. Nhổ mày. Cái bông hết mình có chừa lại mớ bên kia. Ừ nha. Cỏ luôn trồng ở trong đây. Đây lại lúc nào cỏ lúc nào rau nó mọc ở trong đây luôn mà nó non quá cô Linh ha, mình phải nó non ghê luôn. Bây giờ bắt đầu mình trồng giờ ương lại phải đâu kìa, mình ham mình có đất mình ham mình chăm sóc mình bị thất bại. Nhưng mà cái đổ vậy sao phải sao chút nữa mình lấy dao hay là lấy kéo cho mình cắt vừa để đãi đây nè em, cắt mình lấy kéo mình cắt này luôn á, cỏ nó lên tốt nó đua nhau cỏ với rau nó đua nhau, mình cái tao với mày đứa nào mà đến nhanh chắc cỏ quá nhanh. Ở chắc nhiêu để mình đủ ăn rồi em mà nha, nặng quá mình cái tặng mà phải nhặt mèo làm cứng gió nó thổi bay thôi. Nhiều đủ ăn rồi.
Mở ra một bữa hai bữa hả, sâu bướm nó bay lại đầy. Mở nhiều thì thôi nó đậy lại, cái mai mốt mình ra mình thu hoạch mớ mình ăn nữa, nó bắt đầu đậy lại. Nó xong nè, cái đám mình chị lần cũng nhổ sạch hết rồi, lần trồng là cái mới hết rồi. Cả nhà ơi, hôm nay Loan thu hoạch được mớ đậu Hà Lan nè, một ít trái dâu tuy ít nhưng mà cái trái nó được cái trái lớn nè, Loan mừng ghê, Loan vui ghê luôn á, trái nó lớn, với lại một ít cải kim cương, hôm nay cái lá nó cũng được lớn quá nè, lá to to không luôn á, ít cải rổ, củ cải đỏ trắng mini, và xà lách. Hôm nay đang thu hoạch xà lách tím nè, với lại xà lách sang chiêu luôn đó. Hôm nay đang thu hoạch được bao nhiêu đó cả nhà, đang cảm ơn cả nhà rất là nhiều hôm nay đã đi thu hoạch cùng với Loan nha. Nếu yêu thương và thích video này, hãy ủng hộ Loan bằng bấm like, share, chia sẻ để ủng hộ cho Loan nha. Loan cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.